Con đi đâu về vậy? Dạ, con tới trường. Có thiệt không? Dạ, cho thiệt mà gì. Con chạy lên trường mượn mấy cái này của bạn. Đây nè gì. Ờ, thấy chưa, thấy không, gì đó có sai đâu. Nó tới trường mà. Ờ, nè, dì dạ. Con đồng ý làm phẫu thuật rồi đó. Bác sĩ nói con mau làm thủ tục coi phẫu thuật cho dì con đi. Dạ. Vậy để bây giờ con đi làm liền. Đi liền đi con. Dì ơi, làm phẫu thuật sao mau hết bệnh lắm á. Phương. Dạ. Con có biết tiền phẫu thuật là bao nhiêu không? Con có tiền đóng không? Dạ, con đã hỏi bác sĩ. Dì đừng có lo. Ngồi xuống đi con. Con ngồi xuống đi. Con đừng giấu gì. Con làm gì mà có tiền? Dạ, đâu có bao nhiêu đâu gì. Tiền con để dành. Con nói dối. Chi phí phẫu thuật tới mấy chục triệu. Con nói để dành là có hả? Con làm cái gì giấu gì phải không Phương? Dì đừng có giận con. Con không có làm gì bậy hết á. Có thiệt không? Dạ thiệt mà gì. Con thề đi. Thôi mà em, con Phương có bao giờ dám nói dối em đâu. Đưa túi xách cho dì. Dì. Đưa túi xách cho dì. Đi cho dì đi con. Con nghe. Dì đừng có giận mà dì. Dì ơi, con đưa túi cho dì nè dì. Dì ơi. Dì. Dì. Phương. Tiền ở đâu ra? Ở đâu mà con có số tiền này? Dì đừng có giận con. Con mà không nói, dì chết trước mặt con cho con vừa lòng. Nghe đi con. Cứ con nói mà dì. Dì đừng có giận con mà dì. Con nói mà. Con làm gì mà có số tiền lớn như vậy hả? Con không, con không có làm gì hết. Là chú Ba Hớn đưa cho con. Trời ơi. Con nói cái gì? Trời ơi, ông trời trừng phạt tôi rồi. Dì ơi. Phương ơi, con dám làm chuyện đó hả Phương? Tại sao con làm như vậy hả Phương? Dì. Phương ơi, con giết gì rồi Phương ơi? Không có mà dì ơi. Không phải đâu. Con không có sao hết mà dì ơi. Phương, tại sao con làm vậy hả con? Hả? Thằng khốn nạn. Dì ơi. Dì ơi. Hả? Dì đừng có làm cáo mày rồi. Tao cảnh cáo mày rồi mà mày vẫn làm. Hà ơi. Dì ơi. Mày tao giết chết. Đừng mà dì. Hà, em bình tĩnh đi mà. Nè. Nè. Con đã lớn rồi. Từ từ em hãy nói đó. Em đừng làm vậy, hại sức khỏe của em đó. Là con sai mà dì ơi. Con sai rồi. Dì đừng có như vậy mà dì ơi. Tại sao vậy Phương? Dì, tại sao con dám làm chuyện động trời vậy hả Phương? Trời ơi. Rồi bây giờ mặt mũi nào mà dì gặp ba con? Mày giết tao rồi. Không phải đâu mà dì ơi. Bình tĩnh đi. Không phải đâu dì. Trời ơi. Dì ơi, dì đừng có nói quan cho chú ấy. Lúc đó con có ý định đâu. Con tới gặp chú. Con chỉ muốn gì có tiền phẫu thuật thôi à. Nhưng mà chú cho con tiền, rồi chú kêu con đi về. Chú không làm gì con hết mà gì. Nó chỉ cho con mượn tiền rồi nó kêu con về hả? Dạ. Con không có bị gì hết trơn hả? Con không có bị sao hết mà gì. Chị tin con đi. Ơn trời, không có chuyện gì là tốt rồi. Con không bị sao là tốt rồi. Em, dì tin con đi gì nữa nghe. Dì gì? Trời ơi. Trời ơi. Lão. Thằng đó mượn
mấy năm rồi. Giờ đó mà chịu bỏ một tấm tiền ra, thằng nó cho không mày hả? Con nói thiệt bây giờ, chú ba ở cho con tiền thiệt cái gì ơi. Phương hả ơi, mình đánh đi em trả tiền cho người ta. Con không trả đâu, vì mày có tiền bổ thường, con không trả đâu. Đừng để cho con gái lời gì hết. Con đi đi, con xin về. Dì ơi, con chỉ mượn thôi, mai mốt con sẽ trả cho người ta mà dì. Đừng mà em, để cho con đi đóng tiền đi. Sao nè, mình lành lặn rồi, từ từ mình kiếm tiền mình trả ta mà. Làm sao mà được. Mạng sống là quan trọng nhất mà em. Nó làm như vậy á, là vì nó quá thương em. Dì, con sẽ đi đây. Dì phải phẫu thuật nha, con chỉ cần dì sống thôi. Con chỉ muốn dì sống thôi.